Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà ơi, hôm nay nhà bé Thủy ớn cơm thèm hủ tiếu. Thứ nhất là nồi nước lèo. Thứ hai, bữa nay mình mua tàn móng không nha cả nhà. Tàn móng không thôi chứ không có phanh cái gì luôn. Đó, không có chờ nước sôi cả nhà. Nước lạnh gì là bỏ vô hầm luôn. Rồi, thứ nhất là mình đang hầm móng. Thứ hai, thịt xay mình đang ướp lạc lạc đây cả nhà. Một chút nữa mình xào thịt xay, mình để riêng một bên, giống như là hủ tiếu Nam Vang cả nhà, là nó có thịt xay. Đó, là mình bỏ thêm một ít thịt xay nữa, mình múc vô cái tô nước lèo, mình bỏ một cục thịt xay vô nữa là ok ha. Rồi, thứ ba, trứng cút không thể thiếu. Đó, nhà Thủy là phải trứng cút, nấu bún bò, nấu cái gì cũng có trứng cút hết cả nhà ơi. Rồi, không thể thiếu giá với lại cần tây. Cả nhà ơi, cả nhà ăn thử trụng giá với cần tây chưa? Cần trụng giá với cần tây với lại cái hủ tiếu. Đó, cả nhà trụng thử coi, ăn nó ngon, cực kỳ ngon luôn cả nhà. Đây nè, một bữa mình đi chùa nè, mình mua giờ còn ít hủ tiếu nữa mình làm luôn nè cả nhà. Không biết tháng này có đi được không, mua vài ký về để dành tiếp. Còn như đây nữa là hết rồi nè. Đó, hết. Rồi, rau á cả nhà, rau là mình lặt sẵn luôn, mình lặt ấy luôn. Mình để nguyên bẹ cải vậy đây nè, salad cho đây cả nhà, ai ăn lặt vô. Còn mấy cái rau này là mình lặt sẵn luôn cả nhà nha. Đó, mấy cái rau trầu mùi là mình lặt sẵn luôn, còn salad là mình để nguyên ha. Rồi, còn như đây nữa là cuối rồi đó, là hết là ớn cơm thèm hủ tiếu rồi đó. Đi nếu mà đi chùa được là mua, còn không là thôi, tại vì hủ tiếu này nó rất là ngon cả nhà. Rồi bây giờ mình đang đi làm, mình sắc sắc hành ngò rồi, để chút nữa mình nêm vô nha. Rồi mình phi hành nha cả nhà, mình phi phần vàng xong mình vớt ra cái chén hay cái tô gì cũng được, xong mình lấy cái chảo này mình xào thịt luôn cả nhà, đó nó tiện luôn. Rồi một chút nữa mình múc cái tô hủ tiếu cả nhà, mình bỏ miếng hành phi ở trên cái tô hủ tiếu. Trời ơi nó thơm nhất cái nách luôn. Rồi cái em móng này cũng khô, cũng đang sôi rồi này cả nhà, chút nữa nó sôi ấy lên mình vớt bọt cả nhà. Đây nó mới lúng phúng mà mình chưa có vớt được, chờ cho nó sôi lên mình vớt bọt. Rồi cái vàng cái gì là được rồi cả nhà ơi, chứ nó vàng quá là nó sẽ đậm màu của cả nhà. Nó vàng sơ, nó vàng cái gì là ok rồi, nó thơm. Trời ơi mình đứng bên mình thơm nức mũi luôn á. Rồi bắt đầu mình vớt ra cái chén nha. Rồi bắt đầu mình lấy cái này mình đi xào thịt luôn. Rồi cả nhà ơi, giờ bắt đầu mình lấy cái chảo này nè, mình xào thịt luôn. Mình xào cho chín luôn nha cả nhà. Đó, mình xào thịt xay cho chín luôn. Một đỡ cái mình múc một tô hủ tiếu, mình bỏ một dít thịt xay lên luôn là chín rồi cả nhà. Nhưng mà mình ướp hơi lạc lạc một tí, tại vì mình nêm cái nước lèo nó vừa ăn rồi, cái này mà mình ướp mặn nữa thì nó bị mặn cái tô nước lèo. Nên là mình ướp hơi lạc, tiêu xíu bột ngọt, xíu đường, xíu muối thôi, là cái xíu thôi cả nhà. Rồi bên này là mình vớt bọt nữa là xong cả nhà. Đây hành phi đây, dồn rụm luôn, thơm nức cái mũi luôn, thơm nức cái mũi luôn. Rồi hủ tiếu Nam Giang đã xong rồi cả nhà ơi, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Đó, cái móng của nó đã cũng muốn mềm rồi đó cả nhà. Mình thì không thích ăn mềm lắm, mình thích ăn sực sực cứng cứng vậy, mình gặm nó mới đỏ. Ok.